lên banh cho thủ đội bạn. Không qua được Three Style. Giờ thì tấn công cho thủ Inter Soccer. Kim Messi dứt điểm từ xa, không vào. Một cú sút rất mạnh của Kim Messi từ rất xa. Có lẽ đây là một cú sút knuckleball. Hello anh em, nay lại có một trận đá banh sân 7 người với lại Hey. Trời, hello. Thì Freestyle Kim Messi giờ chung một tổ đi đâu cũng thấy hết á. Đội nào cũng có mặt hết. Đội nào thiếu cầu là Freestyle với Kim Messi đi cứu liền à. Đội cứu nét nha các bạn, đội cứu nét. Ok, hôm nay mình đá cho đội Inter Soccer. Áo mới. Đây, áo mới của Inter Soccer luôn, rất là đẹp. Mình đang mặc cái 3XL, Si mặc áo size mấy vậy? Mình hơn 1X các bạn. Mày quá, có được áo 1XL với em mặc áo 3XL. Đây, đèn bơi trong áo đây. Đó, trên đây còn có thêm cả mấy thương hiệu nữa. Áo đẹp đấy. Rồi, vẫn là đôi Mizuno quen thuộc. Si mang đôi gì? Này mình cũng mang Mizuno các bạn, mà đen thui à? Mizuno đen thui luôn. Mondasia. Ok, cực kỳ. Rồi, thì cùng xem qua trong đội Inter Soccer ngày hôm nay có những ai nha. À, trước tiên là có TV Style và Kim Messi rồi. Còn ai nữa mình chờ xem. Hello em. Dạ. Em tên gì ta? Em tên Vương Sái Ca. Vương Sái Ca hả? Em số mấy vậy? Em số 10. Số 10 hả? Dạ. Đó. Trời, số 10 luôn. Quá dữ. Hello em. Hello anh. Em tên gì ta? Tài Marcelo. Tài Marcelo. Ôi trời. Quá trời luôn. Em số mấy vậy? Dạ, số 2. Số 2 đúng Marcelo luôn. Rồi, em tên gì ta? Em tên Phát. Phát hả? Dạ. Em số mấy? Dạ. Số 8. Rồi. Qua đây, anh Vinh Lê. Chào Thi. Dạ. Yeah. Hello anh. Chủ một shop giày tại thành phố Hồ Chí Minh. Hello, xin chào các bạn. Anh em nào muốn mua giày thì liên hệ anh Vinh. Dạ. Xin chào các bạn. Cứ gọi mình là Vinh Râu là được. Vinh Râu. Ủa, Vinh Râu hay Vinh Lê? Vinh Râu. Vinh Râu ha. Dạ, hồi trước anh thích đá vị trí nào nhất? Xưa đá trung vệ. Sao giờ thấy mang găng tay vậy ta? Giờ mấy bạn trẻ quá giành hết vị trí, giờ xuống chụp luôn là hết chỗ ai giành. Xuống chụp luôn hả? Ok, đi làm thủ môn là rất là nhiều show để đá. Ok. Nha. Rồi ok, ráng thi đấu tốt nha. Anh Vinh Râu hiện đang là chủ của shop giày bóng đá Inter Soccer VN. Có bán đầy đủ tất tần tật các sản phẩm phục vụ cho bóng đá. Shop tọa lạc tại 58 đường Nam Châu, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Shop cũng có bán cả online. Nếu anh em ở xa có thể mua qua fanpage hoặc website của Inter Soccer nhé. Link mình để dưới phần mô tả. Coi pha này nha. Cùng xem pha đá phạt này của Thái 03 nhé. Khứa Long. Wow. Một cú khứa Long của Thái 03. Bóng ghim thẳng vào góc xa khung thành. Hình như bên đó không có lưới. Bóng xuyên thẳng qua giữa hai cột đi ra ngoài luôn. Một pha nhét bóng lên không thành công. Phản công ngược cho các cầu thủ Inter Soccer. Thái 03 dứt điểm. Vào. Một cú đặt lòng thẳng vào góc. Thủ môn dường như đã bó tay trong tình huống vừa rồi. Một cú dứt điểm quá hiểm của Thái 03. Kim Messi. Bên này Kim Messi đã vào sân rồi, dứt điểm. Bóng đi không chính xác. Trời đang đổ mưa rồi anh em ơi. Nhưng không sao, điện thoại của mình có trong nước. Giờ là Vinh Râu. Chuyền dài, một đường chuyền phát động tấn công của Vinh Râu cho Kim Messi, chuyền ngang. Vào. Nhiệm vụ của Vương Sái Ca không thể nào dễ dàng hơn. Kim Messi. Thái 03. Chỉ ngang. Không vào. Kim Messi. Chỉ ngang. Không vào. Một pha căng ngang nửa chuyền nửa sút của Kim Messi. Thủ môn đội bạn rất cảnh giác. Dài. Một pha đỡ bước một rất tốt của đội bạn. Tuy nhiên cú sút sau đó lại đi ra ngoài.
Vinh Râu. Đường chuyền dài của Vinh Râu cho Kim Messi. Rất chống chải. Wow, một cú cứa lòng của Kim Messi. Một bàn thắng của Kim Messi nhờ pha kiến tạo của thủ môn Vinh Râu. Kim Messi dứt điểm không vào. Một cú dứt điểm từ rất xa của Kim Messi. Lên banh ở hành lang cánh phải, không qua được hậu vệ của Inter Soccer. Phạm lỗi rồi, có vẻ các cầu thủ đội bạn khá nóng nảy trong tình huống vừa rồi. Và một chiếc thẻ vàng. Kim Messi Úp Neymar dứt điểm không vào. Một cú sút rất mạnh của Úp Neymar. Vẫn là một pha bước một rất tốt của thủ số 7. Nhưng cú sút sau đó khá hiền. Úp Neymar TV Style. Lúc này mình đã vào sân rồi nha anh em. Úp Neymar căng ngang. Kim Messi đã không lao vào kịp trong tình huống căng ngang vừa rồi. Thierry Stey. Kim Messi bước một chuyển hướng rất hay, dứt điểm. Wow, một cú cứa lòng quá hiểm của Kim Messi. Thủ môn đội bạn đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Một pha đỡ bước một chuyển hướng và dứt điểm cực kỳ hay của Kim Messi. Quá hay, quá đẳng cấp. Đá phạt cho đội bạn. Dứt điểm, một cú sút từ rất xa. Thủ môn Vinh Râu đã rất cảnh giác. Thierry Stey lên banh hành lang cánh phải. Kim Messi khứa lồng. Lần này thì cú khứa lồng của Kim Messi đã đi không chính xác. Một đường phát banh rất dài lên tuyến trên của các thủ đội bạn. Tuy nhiên Vinh Râu đã ra kịp thời. Và sau đó là một pha giật gót khá điều nghệ của TV Style, đánh lừa cả đội bạn lẫn đội nhà. Việc 13, TV Style đang xin banh kia, nhét lên cho Úp Neymar không vào. Bóng suýt tí nữa lòn qua hai chân của thủ môn. Lúc này thì trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc hiệp 1. Có lẽ trời mưa bóng trơn trượt đã ảnh hưởng đến kỹ thuật của các cầu thủ. Chọc khe. Wow, một đường chọc khe và dứt điểm rất gọn gàng của cầu thủ số 7. Giờ là penalty. Để xem anh Vinh Râu có bắt được pha bóng này hay không. Dứt điểm. Một cú sút vào ngay giữa. Anh Vinh Râu đã đổ bộ sai hướng. Liên tiếp là hai bàn gỡ của các thủ đội bạn. Mất banh rồi. Nguy hiểm quá. Dứt điểm không vào. Vinh Râu đã kịp thời ra khép góc trong tình huống vừa rồi. Thái 03 mất bóng rồi, nguy hiểm quá. Làm gì đây? Không vào. Một cú dứt điểm của cầu thủ số 7 đội bạn đi khá hiền, không đánh bại được thủ môn Vinh Râu.
phải không ba? Dứt điểm, không vào. Cú sút đi hơi cao. Thái không ba. Nhét bánh cho Kim Messi. Dứt điểm. Một cú đặt lòng ngay góc của Kim Messi. Thủ môn tiếp tục đứng nhìn bóng bay vào lưới. Một cú hat-trick của Kim Messi. Có lẽ trong pha bóng này, hậu vệ đã đứng khuất tầm nhìn của thủ môn đội bạn và cú sút của Kim Messi đi rất hiểm. Quá hay. Freestyle đã trở lại trong hiệp 2. Lên banh cho thủ đội bạn. Không qua được Freestyle. Giờ thì tấn công cho thủ Inter Soccer. Kim Messi dứt điểm từ xa. Không vào. Một cú sút rất mạnh của Kim Messi từ rất xa. Có lẽ đây là một cú sút knuckleball. Nếu bóng vào lưới thì đây đúng là một siêu phẩm knuckleball của Kim Messi. Không qua được Kim Messi. Việt 13 chọc khe cho Thái không ba. Một góc sút rất rộng đối mặt thủ môn. Và một bàn thắng nữa cho Thái không ba. Với một góc sút rất rộng như thế này thì không thể nào bỏ lỡ được. Một đường chọc khe rất hay của Việt 13 đưa Thái không ba đối diện thủ môn đội bạn. Kim Messi một pha chuyển hướng qua người rất hay. Vương Sái Ca dứt điểm. Cú sút của Vương Sái Ca gần như giống lại cú sút của Úc Neymar. Bóng đi qua hai chân thủ môn, tuy nhiên lại trúng hai bộ. Mất bóng rồi. Giờ là Thiêu Style. Nhấn thẳng vào trung lộ. B14. Kim Messi rất chống chải. Tạt cho Úc Neymar không được. Không vào. Một cú lắc ngang dứt điểm ngay của Thái không ba. Tuy nhiên thủ môn đội bạn bay người rất xuất sắc. Mất bóng rồi. Thiêu Style cắt bóng cho Kim Messi chỉ ngang. Một bàn thắng không thể nào dễ dàng hơn cho Úc Neymar. Một đường kiến tạo dọn cổ của Kim Messi. Thái không ba chuyền dài cho Thiêu Style. 1-1. Dứt điểm. Không vào. Một cú dứt điểm của Thiêu Style. Tuy nhiên bóng đi hơi cao. Việt 13. Một đường chuyền vào của Thái không ba. Tuy nhiên đã bị hậu vệ đội bạn cắt bóng. Vẫn là Việt 13. Nhét lên cho Freestyle. Và một đường căng ngang dọn cổ của Freestyle dành cho Kim Messi. Bàn thắng thứ tư cho Kim Messi. Có lẽ đây là bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Kim Messi. Mất bóng nguy hiểm quá. Giờ thì phản công cho đội bạn. Chuyền bóng vào trung lộ. Vẫn chưa có dứt điểm. Không vào. Thủ môn Vinh Râu đã kịp thời ra khép góc. Mất bóng rồi. Dường như cao thủ áo vàng đã không còn muốn lui về để phòng ngự. Thi Style. Úc Neymar. Kim Messi. Vẫn chưa có dứt điểm. Úc Neymar. Và cuối cùng thì Kim Messi đã quyết định tung ra cú sút để ghi bàn trong một tình huống mà chẳng ai muốn dứt điểm. Trận đấu đã trôi về những phút cuối nhưng cách biệt thì quá là xa nên các cầu thủ đội bạn đã không còn một chút nỗ lực nào nữa trong trận thi đấu này. Và lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận thi đấu với chiến thắng 9-2 thuộc về Inter Soccer. Với 4 bàn thắng của Kim Messi
3 bàn thắng của Tài 03 và 1 bàn thắng của Úc Neymar. Mình thì không có bàn thắng nào cả. Rồi, kết thúc trận đấu với vô số bàn thắng và những pha xử lý rất là hay bởi đội mình cũng như đội bạn. Nếu anh em thấy hay cho mình một like, đừng quên đăng ký kênh để đón chờ các video clip tiếp theo trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.